Konnichiwa, xin kính chào cô chú bác anh chị em và các bạn đã đến với kênh Kyukado CP. Hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người công thức làm bánh ta trứng cắp tóc cực nhanh. Chỉ cần vài phút vào bếp với những nguyên liệu rất là đơn giản là sẽ có ngay món bánh ta trứng thơm ngon hấp dẫn này. Cách làm như thế nào? Trước khi vào làm, nếu chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh, nhấn like hoặc share để tiện theo dõi nhiều clip hay hấp dẫn khác nữa. Bây giờ thì xin mời vào xem và cùng làm nha. Ở đây mình có 3 quả trứng gà size M, mình sẽ cho vào cam 1 quả trứng. 2 quả trứng còn lại mình sẽ lấy lòng đỏ thôi, không có lấy lòng trắng nha. Dùng cây phới lòng trộn đều lên cho trứng hòa tan ra. Trứng đã hòa tan ra rồi, mình sẽ cho tiếp vào đây 60g đường. Nếu như mà không thích ăn ngọt thì cho bớt lại, còn thích ăn ngọt thì cho vào nhiều hơn nha. Trộn đều lên cho đường hòa tan ra. Khi đường đã hòa tan ra rồi, mình sẽ cho tiếp vào đây 75g kem sữa tươi. Quậy cho đều lên. Tiếp theo đó là 100ml sữa tươi không đường. Tiếp tục quậy đều lên cho hỗn hợp hòa tan ra. Đó, hỗn hợp của mình nó hòa tan ra thành một màu như thế này là được rồi nè. Và đây là cái đế bánh mình đã mua sẵn như thế này. Đó, một bịch như vậy nó có 9 cái. Là cái đế bánh ta, ở ngoài siêu thị có bán nha. Bánh vào cái khuôn nhôm như thế này, rồi cho hỗn hợp trứng vào. Đó là cho hỗn hợp trứng vào khoảng từ 80 đến 90% cái khuôn thôi nha. Đừng có cho đầy nha. Trong khi cho hỗn hợp trứng vào khuôn thì mình cũng sẽ bật lò nướng lên cho lò nóng rồi mới cho bánh vào nướng. Lò của mình đã nóng rồi, mình cho bánh vào nướng. Mình sẽ nướng với chế độ 2 tầng, 210 độ 25 phút. Và đây là thành phẩm bánh ta trứng của mình. Bánh nướng trong vòng 25 phút với nhiệt độ là 210 độ. Nếu như mà không có thích bánh vàng như thế này thì cũng có thể giảm nhiệt độ xuống. Mình thấy cái loại bánh này nó hơi vàng cháy như vậy thì ăn mới ngon. Rất là đơn giản, dễ làm phải không nè. Mình chúc cho cô chú bác anh chị em và các bạn làm đều được thành công. Clip của mình xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu thấy clip hay, hữu ích thì nhớ cho mình một like hoặc share và đăng ký cho kênh của Kyukado CP. Nếu còn gì thắc mắc hay đóng góp ý kiến thì hãy để lại tin nhắn ở dưới phần comment. Mình sẽ trả lời nhanh nhất có thể. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau. Sai komade mitekurete. Arigato gozaimasu. Mata ne.